Theo ghi chép của sách Chiêm Tinh, khi hoàng đế Thần Võ bị giết vào ngày Xích Tinh Loạn Tâm, từng hóa thành tinh khí Thương Long ngưng tụ tại Linh Tỷ Trấn Cửu Long. Các vị hảo hán, chiếm hoa khôi là truyền thống lâu đời của Trấn Nam Linh chúng ta, 10 năm mới có một lần. Để khao người trợ mộ, các anh hùng hảo hán, qua dịch thiên còn chưa đến. Trấn Nam Linh chúng ta sẽ dùng hoa khôi đẹp nhất để chiêu đãi các vị. Người Nhật cũng đến rồi, mọi người nhất định phải ăn uống no say, chơi đùa vui vẻ. Qua dịch thiên. Không. Cậu qua, nếu ngươi đã tự tìm đến đây thì huynh đệ chúng ta lại càng bớt việc. Điều đầu tiên trong tổ quấn qua gia, kẻ phản bội bắt buộc phải chết. Ta cũng muốn xem thử ai sẽ chết. Các huynh đệ, lên cho ta. Hey, bàn tay ngọc ngà nâng chén rượu hoàng đẳng, cảnh xuân phơi phới nàng xa không chạm tới. Ta nhìn hết hoa ở Trường An, thứ nàng cho ta rất đẹp. Hay, tiếp theo chúng ta sẽ mời người mà mọi người mong đợi đã lâu, đại tiểu thư Đường gia, Đường Nguyễn Dân. Bộ phim Đấu Mộ Chiếm Hoa Khôi. Một tuần trước, cẩn thận, theo sát ta. Đất chu sa nồng độ cực cao, có thể lập tức làm người mất nước, cháy thành than. Bình thường trong mộ không có thứ này.
cửa mở ra rồi. Mở ra rồi. Đi thôi. Quả là tay nghề điêu luyện. Xem ra chủ nhân mộ này có lai lịch rất lớn, hoặc là có pháp lực thông thiên, quyển kinh thiên hạ, hoặc là thay da đổi thịt, một cánh thành tiên. Đại Lang, núi máu rồng có thú, hình dạng giống rồng nhưng mang thân xà. Đại Lang, đi cẩn thận. Tránh ra. Hắc quỷ. Huynh thế nào rồi? Đỡ hơn chút nào chưa? Không sao. Huynh có biết đi một mình nguy hiểm thế nào không? Ta làm vậy đều là vì muội. Ta hy vọng trước khi lấy muội sẽ chuẩn bị hết tất cả mọi chuyện. May mà huynh không sao. Huynh biết không, huynh khỏe mạnh là điều quan trọng nhất đối với Quyển Dân. Sau này huynh đừng đi một mình nữa. Ừ, vậy ta đi lấy thuốc lại đây cho huynh, vậy mới có thể khỏi nhanh được. Được, ta đợi muội. Hoa Dịch Thiên vẫn còn sống. Tuyết rơi ở phương Bắc là ý trời, nhưng nếu tuyết rơi ở phương Nam thì sao?
là lưu luyến. Linh tỷ trấn Cửu Long, ngày gì đó mới đến trấn Nam Linh phải không? Khu mỏ của ngài mở bí mật đấy, bí mật một chút vẫn tốt hơn. Như khu mỏ này đúng là đã giúp việc tìm Hoàng Lăng trở nên dễ dàng hơn. Chuyện này đều phải nhờ quân bộ hết lòng ủng hộ. Nghe nói Hoa Thiếu ở trấn Nam Linh suýt chút nữa đã chết trong mộ. Linh tỷ trấn Cửu Long bị phong ấn trong quan tài ở Hoàng Lăng trên núi Máu Rồng, có Long Xà Lưu Quang bảo vệ. Hoa gia là người mở mộ, bắt buộc phải kết hợp với Đường gia các mộ mới có thể đẩy lùi Long Xà Lưu Quang. Nhưng trước mắt xem ra thiếu chủ nhân hai nhà hình như đều không biết. Kết hợp hai nhà, chuyện này không hề đơn giản đâu. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, nhưng phải nhớ thật kỹ. Ngài Matya biết hội chiếm Hoa Khôi 10 năm một lần chứ? Bí mật trên người Hoa Khôi ta muốn tìm hiểu trước đã. Cậu Ngô hăng hái quá. Cậu Hoa sắp xong rồi. Không vội không vội. Cậu Hoa cứ từ từ. Tối nay là hội chiếm Hoa Khôi, là lễ hội lớn của Đường gia Ngô Hoa, Hoa gia ở trấn Nam Linh này, được nhiều người theo dõi lắm. Xin quý nói kìa. Cậu Hoa, cả trấn Nam Linh đều đợi hội chiếm Hoa Khôi tối nay đấy. Quý làm sao thế? Không sao. Sau khi từ mộ trở về vẫn luôn như thế, vẫn phải cẩn thận đấy. À phải rồi, huynh bảo ta tìm mộ Trường Phong, đã đến trấn Nam Linh rồi. Tốt, vậy phiền huynh thay ta đi đón mộ Trường Phong. Yên tâm đi, bây giờ ta sẽ qua đó. Huynh tập trung chiếm Hoa Khôi của huynh là được rồi. Chuyện này cuối cùng cũng sắp tu thành chính quả. Ta chúc mừng cậu Hoa trước nhé. Cũng phải, duyên được như ý nguyện. Cậu Hoa của chúng ta từ khi nào lại chủ động thế? Quỳnh mau đi đi. Đi nhé. Thật là cậu Mộ, thiếu gia Ngô gia, hân hạnh hân hạnh. Đặng đội đường xa đến đây đã vất vả rồi. Huynh nói có mộ lớn nên ta tất nhiên phải đến rồi. Phải rồi, tối nay nhà cậu Hoa có chuyện lớn nên bảo ta qua đây đón huynh. Thật là quan hệ giữa huynh và cậu Hoa mọi người đều biết cả. Huynh chính là cậu Hoa, cậu Hoa chính là huynh, như nhau thôi. Đi, huynh tiết lộ cho ta biết trước, mộ này rốt cuộc lớn đến mức nào? Cậu Mộ nghe nói đến Hoàng Lăng núi Báo Rồng rồi chứ? Linh tỷ trấn Cửu Long mang tinh khí Thương Long. Đúng rồi, làm xôn xao hết khoảng thời gian này. Chẳng phải cậu Hoa cũng đi rồi sao? Cậu Mộ đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cậu Hoa đi rồi, lúc ra ngoài đã bị thương, còn chết mất hai huynh đệ. Thế nên sau đó đường chủ Hoa gia Dương Trung Hạc đã nhân cơ hội phản bội. Vậy ta mới nói cậu Hoa quá nóng vội. Chuyện này thì liên quan gì đến Dương Trung Hạc mà huynh nói? Hắn nói hai người chết kia là huynh đệ tốt của hắn, nhưng hắn có ý đồ gì thì mọi người đều biết cả. Bỏ đi, không nói chuyện này nữa, xui xẻo. Hội chiếm Hoa Khôi 10 năm một lần đây. Hội chiếm Hoa Khôi 10 năm một lần đây.
Vì sao cô nương ở trấn Nam Ninh đều xinh đẹp thế? Thế này thì đã là gì? Đường đại tiểu thư, thanh mai trúc mã của cậu qua mới là cực phẩm trong số du vật. Cậu Mộ, đây là đồ chơi mới mẻ gì thế? Cái này à? Đây là từ giới nghi, bảo bối của ta. Nó là vào bụng rồi có thể phát hiện được bảo bối, gặp phải kẻ địch có thể cảm nhận được sát khí, quan trọng là gặp được mỹ nhân có thể biết được duyên phận. Thần kỳ vậy sao? Cậu Mộ, nhưng ta phải nhắc nhở cậu, tất cả cô nương ở trấn Nam Linh này đều được, chỉ có đường đại tiểu thư là huynh đừng nên nghĩ đến. Vậy thì cậu qua phải mau chóng thành thân với người ta đi, chứ đừng để cô nương nhà người ta đóng làm hoa khôi, suốt đầu lộ diện ở đó mãi như thế, lại còn phải để mọi người tranh tới tranh lui như vậy. Ngộ nhỡ đấu không lại, vậy thì khó coi lắm. Nghĩ nhiều rồi, dù sao cũng là cậu qua mà. Đi thôi. Ngài Fushikawa bảo ta đến đây giúp một tay. Ông đã một hơi đạp đổ sáu đường khắp Nam Bắc rồi, có phải là ra tay hơi nặng không? Nặng sao? Ta đi theo lão gia Hoa gia mấy chục năm rồi, nhưng ta có được cái gì? Hoa dịch thiên, còn chưa từng trải qua chuyện gì mà đã kế thừa vị trí chủ nhân Hoa gia. May mà các huynh đệ trượng nghĩa đều đồng ý đi theo bán mạng cho Hoa gia. Vậy nên vừa vào mộ đã hy sinh hai huynh đệ tốt của ta, rồi một mình chạy ra ngoài. Hắn làm như thế, sau này ai còn tình nguyện đi theo hắn nữa? Ta đi theo ngài lâu như thế rồi, cậu Hoa không phải là loại người đó đâu. Còn gọi cậu Hoa nữa, ngươi cũng là không quay đầu lại được nữa rồi. Ông, ta chỉ tốt bụng nhắc nhở ông thôi, tốt nhất đừng nên lơ là cảnh giác. Ta lại rất muốn gặp thử tiểu tử yếu đuối này. Ta phải khiến hội chiếm hoa khôi 10 năm một lần trở thành lễ tế hoa khôi 10 năm một lần. Tiếp theo, chúng ta sẽ mời ra người mà mọi người mong đợi đã lâu, đại tiểu thư Đường gia, Đường Quyển Dân. Công Mộ thế này là còn không giành lại giúp thì sẽ bị người ta cướp mất. Ôi.
Tại hạ bức tài, rất muốn thử đại qua khôi, có được không? Vị tiên sinh này võ công rất khá. Xin chào. Hay. Cậu Mộ, cậu Mộ, cảm ơn. Cậu Mộ, thắng rồi, thắng rồi. Cậu Mộ, mau đi theo ta. Chuyện gì mà vội thế? Cậu qua bị mai phục, chúng ta phải mau đi giúp đỡ. Chẳng phải ta vừa. Cậu Mộ, cậu còn chừng chừ gì nữa? Nếu cậu qua có bệnh hệ gì thì mộ lớn của cậu cũng coi như xong. Đi thôi cậu Mộ. Cậu qua, sao lại có người đánh lén huynh chứ? Lại dám chơi đánh lén? Nếu để ta bắt được, chắc chắn phải đánh chết. Cậu Mộ, đây chính là cậu qua. Nghe danh đã lâu. Đa tạ mộ huynh. Cậu qua, vừa rồi lúc giành qua khôi may mà mộ huynh ra tay giúp đỡ, mới tránh được quyển dân bị đám hạ lưu kia cướp đi. Đa tạ. Ngài Fujikawa đã đưa Dương Trung Hạc đến rồi. Trà rất ngon, nhưng trà ngon cỡ nào mà nguội thì cũng không còn mùi vị nữa, còn không bằng đổ đi. Cành hoa khô này ở Nhật Bản chúng ta là một đồ trang trí thiền đạo vô cùng tỉ mỉ. Người biết nó tượng trưng cho điều gì không? Vĩnh hằng. Thế nhưng hoa khô
cuối cùng vẫn dễ nát. Khẽ thôi. Nguyễn Dân, cậu qua. Huynh chờ một chút nhé. Cậu qua, cậu mộ, khi nào triệu tập gặp các huynh đệ bàn chuyện trộm mộ thế? Cậu qua, sao thế? Cậu qua, sắp đến ngày trộm mộ rồi, chúng ta phải triệu tập gặp các huynh đệ, nghĩ cách đối phó với Long Xà Lưu Quang mới được. Chuyện trong mộ phiền huynh thảo luận với mộ huynh trước. Nguyễn Dân, Nguyễn Dân, Nguyễn Dân biến mất rồi. Thuốc mê. Trấn này ở đâu có chợ cá? Ở chợ tập. Ở chợ tập có nhà bán cá. Đi, ta đưa huynh đi. Ngư thập bát, cậu qua, sao ngài lại đến cửa hàng? Vừa hôi thối, vừa sập sệ của ta thế. Là thế này, chúng ta muốn hỏi ngươi vài chuyện. Ngài cứ nói, ngươi đánh gớt số cá này như thế nào? Chuyện này, đây là cá trình. Đừng thấy nó nhỏ, chỉ một con này thôi đã có thể khiến cả đám lớn hàng chục cân chịu đủ rồi. Mấy thứ này chiếc suốt kiểu gì? Đây là bí quyết kiếm cơm, ta cũng không tiện nói. Vậy gần đây ai đã mua thuốc mê sau khi chiết xuất? Gần đây chẳng có ai mua. Không nói phải không? Mụ huynh, đừng manh động. Ngươi thập bát, chuyện này rất hệ trọng, tốt nhất ngươi nên thành thật trả lời câu hỏi của huynh đấy. Cậu qua, gần đây thực sự không có ai mua. Nhưng mấy ngày trước ta đánh bạc thua tiền nên đã gán lỗ thuốc mê. Gán cho ai? Phiêu gia. Ngài Fujikawa, ngài bận rộn nghiên cứu khoáng thạch và võ đạo, không chỉ không sao giảng, còn đạt đến mức thuần thục, quả là khiến người ta khâm phục. Ngày nào ta cũng chăm chỉ khổ luyện, chính là để sớm ngày tìm được linh tỷ trấn củ lông, mở ngọc tỷ, thả tinh khí long thương, để mọi thứ thuộc về Nhật Bản ta.
Ngài Fujikawa, kế hoạch của ngài quá viên tỉ mỉ. Ngài Matsuya quá khen rồi. Trấn Nam Linh có ba gia tộc lớn: Đường gia gác mộ, Qua gia mở mộ, Ngô gia phụ trách hiện tượng phong thủy. Nhưng đám thiếu gia này đều không đáng lo ngại. Tương truyền Đường gia là gia tộc gác mộ ở trấn Nam Linh. Mỗi nữ tử kế thừa sứ mệnh của gia tộc từ nhỏ đều xăm hình ở trên vai. Không may trên vai Đường đại tiểu thư lại có một hình xăm. Tương truyền người Đường gia có hình xăm được ban cho linh lực, có thể hàng phục được long xà trong mộ. Bây giờ chỉ còn thiếu chìa khóa mở quan tài đồng trên người Qua Dịch Thiên nữa thôi. Cứu ta, cho ta ít thuốc, ta thật sự không chịu được nữa rồi. Ta muốn ngươi làm một việc. Cậu Qua, Thẩm đệ, sao đệ lại ở đây? Ta, đệ đã xảy ra chuyện gì thế? Sao sắc mặt đệ lại khó coi vậy? Không có gì. Cậu Qua, ta tìm thấy Dương Trung Hạc rồi, còn vừa giao đấu gián nữa. Giao đấu vậy để không bị thương chứ? Để ta xem nào. Không, không sao, chúng ta mau đi thôi, để tránh hắn chạy mất. Mộ huynh, huynh đi tìm Phiêu Gia trước đi, ta đi rồi sẽ về ngay. Có chuyện gì còn giỏi hơn tìm Phiêu Gia? Mà ta còn không quen thuộc nơi đây. Huynh đến đường Khải Nguyên tìm cửa gỗ màu đỏ, ở phía nam có một cầu thang dài, Phiêu Gia đang ở đó. Lòng vòng như thế, còn tối thế này thì ta biết tìm thế nào. Dương Trung Hạc, cha, cậu Qua. Người Qua Dịch Thiên cảm giác bị phản bội thế nào? Thế này thì sao? Phiêu Gia
xấu thật đấy. Chết tiệt, còn không đến thì Phiêu gia sắp xong chuyện rồi. Đồ chết tiệt, thật đáng ghét. Lâu vậy rồi không đến thăm ta. Thế nào? Ta hôn một cái nào. Đáng ghét. Dạo này ta bận lắm, sắp mệt chết rồi. Thế này thì sao? Thoải mái không? Thoải mái. Hương Ngọc, ta nhớ nàng chết mất. Ngài đáng ghét lắm. Ở đây thì sao? Được, được, được. Xoa bóp eo cho ta đi. Nào, nào, nào. Mau, mau. Thế nào, thoải mái không? Mau xoa bóp eo cho ta đi. Ngươi là ai? Đại tiểu thư Đường gia đang ở đâu? Khi nào là giờ lành tháng tốt? Nhà ai có chuyện vui mừng? Ngài Fujikawa, đình mẫu đơn, quả nhiên là vở kịch hay nhất ở Trung Quốc, danh bất hư truyền. Trợ mộ mở quan tài, mỹ nhân sẽ sống lại. Chỉ tiếc trong mộ thực tế lại rất nhiều cạm bẫy, vô cùng nguy hiểm. Ngài Fujikawa, ta đã bắt được Hoa Dịch Thi rồi. Cậu qua, huynh nghe được không? Quyển Dân, ta có lỗi với huynh. Huynh vì cứu ta nên mới thế này. Không sao, thế này có đáng là gì đâu. Ta có lỗi với muội. Ngày chiến qua khôi đã làm muội thất vọng. Cậu qua đừng nói như thế. Huynh phải gánh vác trách nhiệm khác trên người. Ta biết, ta không trách huynh. Nguyễn Dân, ta chỉ không hiểu Hoa gia, Đường gia đều là gia tộc lớn, trước giờ vẫn yên ổn ở trấn Nam Linh, mà sao lại có người bắt cóc ta, còn hành hạ huynh thế này. Mấy ngày trước chẳng phải đã vào mộ lúc quyền quyệt sao? Chắc là có liên quan đến Hoàng Lan ở núi Máu Rồng. May mà huynh không sao. Ta nghĩ họ bắt ta chắc là vì hình xăm bán nguyệt sau lưng ta rồi. Nhưng nghe ta giải thích, ta nghe theo sự sai bảo của Dương Trung Hạc. Hắn là đại ca của ta, hắn làm chuyện gì ta đều không biết. Ta cũng không biết đại tiểu thư Đường gia bị nhốt ở đâu. Dương Trung Hạc đang ở đâu? Hắn ở phòng bên cạnh. Ở phòng bên cạnh.
Ngài Fujikawa, cần gì phải làm gì chứ? Cứ giao cho ta. Lập tức chôn sống là xong chuyện. Chí qua dịch thiên, đơn giản. Nhưng ta muốn hắn sống như một kẻ bỏ đi. Ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu rồi. Ngươi biết đây là cái gì không? Nghe nói sẽ phá hủy ý chí của con người, khiến người ta sống không bằng chết. Cậu qua cao ngạo, quỳ xuống cầu xin ta đi. Dương Trung Hạc, đừng, tuyệt đối đừng làm thế. Đừng mà. Cậu qua. Cậu qua. Cậu qua. Cậu qua. Fujikawa, quả nhiên là ngươi. Chú cuộc ngươi đã làm gì cậu qua của chúng ta? Trấn Nam Linh, Hoa Gia, từ nay sẽ lụi tàn. Phạm Vũ, cậu mổ, Hoa Dịch Thiên đâu? Cậu mổ cuối cùng đã đến rồi. Quỳnh mau vào xem thử cậu qua đi. Sao thế? Cậu qua sợ là đã trúng thuốc phiện. Cậu qua. Cậu qua. Thuốc. 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 Đây không chỉ đơn giản là muốn lấy mạng cậu qua. Đã nghe ngóng được tin tức của Đường tiểu thư chưa? Cậu mổ, bây giờ không lo được cho Đường đại tiểu thư nữa rồi. Sao lại không lo được? Cậu lo cho cậu qua. Đường tiểu thư, ta tự đi tìm. Cậu mổ, lúc chúng ta tìm được cậu qua thì cậu qua chỉ còn thở thôi thớp mà không ngừng gọi tên tiểu thư Quyển Dân. Bây giờ vừa mới tỉnh lại đã bảo ta chuyển lời với huynh. Bảo huynh yên tâm, tiểu thư Quyển Dân tạm thời sẽ không sao. Vì quan trọng nhất bây giờ là chúng ta là phải chữa khỏi cho cậu qua trước. Mọi chuyện đều vẫn còn kịp. Cùng ta đi thăm cậu qua đi. Thế này cũng hơi quá rồi đấy. Cậu qua bị thương rất nặng, còn bị trúng độc. Nếu lần này không trị tận gốc thì sẽ để lại mầm bệnh. Cách bố trí cũng được đấy.
Thật không hổ là đại thiếu gia của Hoa gia. Đây là phương pháp tổ truyền của Hoa gia. Cậu Hoa ngâm một buổi tối, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Cậu Hoa, cố nhịn đi. Cậu Hoa, vẫn còn chưa đến giờ, cố nhịn thêm chút nữa. Để ta đi lấy thêm ít thuốc. Hoa Dịch Thiên một đời anh hùng, lại chết giữa một đống cánh hoa. Tặng huynh thêm cái nữa. Mụ Trường Phong, quyết định hại chết ta sao? Ta bảo đây cậu Hoa, cậu còn chưa cứu Hoa Khôi đâu, tuyệt đối không thể chết được. Đẹp lắm. Ngài Fujikawa. Ngài Fujikawa. Xin lỗi. Sắp đến ngày Huyền Nguyệt rồi. Tiến độ của các ngươi cũng quá chậm rồi. Ngài Fujikawa, bớt giận. Mấy mẫu khoáng thạch này lấy được ở vùng núi phía đông trấn Nam Linh, hoàn toàn khớp với đặc điểm hoàng lăng ở núi Máu Rồng. Bảo Đường Quyển dâng đến đây. Rõ. Đừng chạm vào ta. Các người đừng chạm vào ta. Ngài Fujikawa đã chuẩn bị xong rồi. Cậu Hoa, Trường Phong, mau lại đi. Lấy thuốc đi, để ta. Mau lên. Tiếp đi.
Nguyễn Dân vẫn đang bị nhốt, mà ta lại không biết phải cứu muội ấy thế nào. Bây giờ huynh không cần phải nghĩ gì cả, cứ tập trung dưỡng thương. Ta sẽ cùng huynh đi cứu Nguyễn Dân. Cùng ta? Ngay cả bản thân ta còn chẳng cứu được, còn cả Dương Trung Hạc nữa, đã giết gần hết Hoa Gia rồi. Ta nghe nói sau khi huynh từ núi Báo Trồng trở về, đã luôn gặp chuyện không may. Rốt cuộc trong mộ đã xảy ra chuyện gì? Điều tại ta, còn chưa làm rõ mọi chuyện, đã vội vàng vào mộ. Không nói nữa, ta không muốn để người khác xem thường Hoa Gia chúng ta. Được, không nói nữa. Dù sao bây giờ Hoa Gia Trấn Nam Ninh cũng đã không còn. Đúng vậy, không còn. Ta không cứu được huynh đệ của mình, cũng không bảo vệ được nữ nhân của mình. Đời người thường không được như ý muốn. Sao thế? Huynh tưởng huynh là chủ Hoa Gia thì có thể muốn làm gì thì làm, dạng sự như ý sao? Trách nhiệm của huynh gánh vác ở đâu? Huynh có biết Hoa Gia Trấn Nam Linh chỉ trông chờ vào một mình huynh không? Hoa Gia đã lụi tàn rồi, hết rồi, sụp đổ rồi. Bây giờ ta đã bị cô lập hoàn toàn. Dương Trung Hạc, hắn đã lấy danh nghĩa trả thù, ngang nhiên phản bội Hoa Gia ta. Còn cả Thẩm Lương, ta đối xử với hắn như huynh đệ ruột thịt, mà hắn lại... Này, sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải Hoa Dịch Thiên ở cùng ngươi sao? Đâu rồi? Ta có lỗi với cậu Hoa. Fujikawa. Là Fujikawa bắt ta, muốn ta phản bội cậu Hoa. Điều ta tuyệt vọng nhất không phải là làm sai, mà là sau này không còn cơ hội chuộc tội với cậu Hoa nữa. Thẩm Lãng, hắn mấy ngày trước đã tự sát rồi. Lòng tham hại người, người nên cho hắn được chết thanh thản. Ta thấy ta phải cho huynh được chết thanh thản mới đúng. Đứng dậy, phấn chấn lên. Huynh nhìn bộ dạng mình bây giờ đi, huynh có xứng với danh hiệu cậu Hoa nổi danh khắp nơi không? Còn có người xem ta là cậu Hoa sao? Huynh không hiểu phép tắc, trêu đùa nữ nhân của ta. Huynh đi theo ta chẳng phải là để vào mộ sao? Trong mắt huynh ngoài tiền và nữ nhân thì còn có gì nữa? Huynh đi đi. Huynh đi đi. Bây giờ không thể vào mộ được nữa. Nguyễn Dân đã không rõ tung tích, mà ta cũng thành kẻ bỏ đi. Huynh hãy rời khỏi vùng đất thị phi này, đừng dính vào vùng đất đục này nữa. Ta đến Trấn Nam Linh là do huynh mời ta, là do Hoa Dịch Thiên mời đấy. Mộ Trường Phong ta hành tẩu giang hồ, đã nhìn hết mọi mặt của thế gian, chỉ yêu thích có ba thứ: rượu, trợ mộ và nữ nhân. Đúng vậy, đường Nguyễn Dân giống như một ngọn gió vô tình, nhưng lại khiến lòng ta nhộn nhạo. Được lắm, huynh quả nhiên là vì tiền và nữ nhân. Hay cho cậu mộ phong Lưu Tuấn Tú, tại huynh không biết trân trọng. Tại huynh bỏ mặt cô ấy trên đài chiếm Hoa Khôi, nên tất nhiên phải để cậu mộ phong Lưu Tuấn Tú này bảo vệ cô ấy rồi.
Huynh câm miệng cho ta. Tỉnh táo lại đi. Huynh tỉnh táo lại cho ta. Hoa gia trấn Nam Linh cần một hoa dịch thi tư duy rõ ràng, dám yêu dám hận, chứ không phải là một kẻ bỏ đi. Chuyện đã qua thì không thể chối bỏ. Đó là nỗi đau đánh gãy xương lẫn gân, cũng bắt huynh phải nhớ kỹ. Chính là để huynh đi tìm đối thủ trả thù. Nhưng huynh bây giờ đã không còn cả sức mạnh nữa rồi. Trước khi ta ra tay, bản thân huynh đã không chịu nổi rồi. Đưa ta. Hoa dịch thiên danh tiếng lẫy lừng, chẳng qua cũng chỉ có như vậy thôi. Tại huynh không biết trân trọng. Tại huynh bỏ mặt cô ấy trên đài chiếm Hoa Khôi. Trách nhiệm của huynh phải gánh vác đâu? Huynh có biết Hoa gia trấn Nam Linh chỉ trông chờ vào một mình huynh không? Hoa gia cần một Hoa dịch thiên tư duy rõ ràng, dám yêu dám hận, chứ không phải là một kẻ bỏ đi. Làm dục tổ tiên, có lỗi với trời, thần tất gán tội, người quyết không lên. Huyết mạch tương thông, quá giải thù hận, trở lại hòa thuận, tổ tiên an khang. Hoa gia trăm năm, chớ quên cội nguồn. Sốc lại tinh thần như trường kiếm, khiến phiền não khổ nạn không còn đường trốn, biến mất hoàn toàn. Không mau đi cứu Hoa Khôi của huynh đi. Cứu chứ, tất nhiên phải cứu rồi. Chẳng phải đang đợi cậu Hoa danh tiếng lẫy lừng sao? Để huynh phải lo lắng rồi. Thế nhưng chúng ta phải tranh thủ thời gian. Quỷ dân đã mất tích nhiều ngày rồi. Tối nay chúng ta cứ đến khu mỏ Dinh Á thăm dò tình hình trước đã.
Kiếm tre dùng để luyện tập kiếm đạo đều là đồ làm bằng tre, có vẻ đều được làm bằng thủ công. Trấn Nam Linh ở đâu có rừng tre? Bóng vào lộn, quá ra là lính Tư Mã cử đến. Ta đứng trên thành ngắm phong cảnh, nghe thấy ngoài thành vô cùng hỗn loạn, dương đầy cờ quạt. Dương Trung Hạc, Qua Dịch Thiên, ngươi muốn làm gì? Đừng lại đây. Cậu Qua, thuốc. Ta có thuốc. Thuốc? Ngươi nghĩ ta còn cần nữa sao? Ngươi đừng lại đây. Đây là địa bàn của người Nhật đấy. Đây là địa bàn của Trấn Nam Linh. Núi máu rồng truyền khắp muôn đời. Ngươi còn chưa rõ sao? Bản đồ núi máu rồng, tên Fushikawa này xem ra đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Quyển dân đáng thương, quyển dân nhất định vẫn còn sống. Bộ huynh, Hoa gia chúng ta lưu truyền rất nhiều sách cổ, ngay cả ta cũng chưa từng xem qua. Xem đây, đúng là sách cổ. Cái này rất giống hình xăm trên người Nguyễn Dân. Phải, đều là hình dạng Quyền Quyền. Viết gì thế? Chẳng trách người Đường gia ở Trấn Nam Linh đời đời gác mộ. Nếu muốn đào mộ phải chọn đúng thời gian, phải lần Huyền Nguyệt sau mới đào mộ được. Lần trước ta bị tập kích, chính là vì Huyền Nguyệt vào mộ mới như thế. Ta bảo cậu Qua này, sao chưa làm rõ ràng mà huynh đã vào mộ thế? Rất nhiều chuyện chỉ có bậc bề trên của Đường gia và Qua gia chúng ta mới biết, còn đến đời chúng ta thì rất nhiều điểm đã không rõ ràng rồi. Huyền Nguyệt lần sau chính là ngày kia đấy. Khi còn sống, Hoàng đế Thần Võ đã ngưng tụ tinh khí Thương Long. Sau khi chết lại phong ấn bên trong Ngọc Tỷ. Ai có được tinh khí Thương Long sẽ có thể thay trời đổi đất. Tổ tiên ở Trấn Nam Linh để bảo vệ Ngọc Tỷ đã thiết lập cạm bẫy trong mộ. Chỉ cần có người chạm vào Ngọc Tỷ này thì sẽ bị Long Xà Lưu Quang bị đánh thức.
nuốt chửng. Vậy trước đây huynh vào mộ có thể may mắn sống sót, chẳng lẽ là vì Long Xà dựng ra những của huynh? Có khả năng này. Vậy thì ta không hiểu. Đã biết thời gian đầu mộ rồi, thì sao người Nhật còn bắt quyển dân đi? Trong sách viết rằng hình xăm của Quyển Dân có thể hoàn toàn hàng phục Long Xà Lưu Quan, sau đó dùng những mắt rồng của Hoa Gia mở quan tài đồng là có thể mở được Linh Tỷ Trấn Cửu Long, cái gọi là đường gia giác mộ, Hoa Gia mở mộ, nước máu rồng truyền khắp muôn đời chính là có ý này. Fujikawa đã lấy được hình xăm bán nguyện để cướp được những mắt rồng của ta, nên hắn có thể lấy được ngọc tỷ. Tiểu thư Đường gia, xin mời. Mộ huynh, còn nhớ ta bảo Phạm Vũ mời huynh đến Trấn Nam Linh không? Ta nhớ chứ, chính là vì chuyện này mà. Nhưng bây giờ chắc ngay cả ta cũng không dám dây vào. Ta không tìm người khác mà tìm đến mộ huynh chính là vì câu nói cổ của giới trợ mộ: kỳ nhân vào kỳ mộ, gián lông mở tài lộ. Mộ huynh quả là một người kỳ lạ, sinh ra vào ngày nhật thực, trưởng thành vào ngày nguyệt thực, lần đầu tiên trợ mộ vào ngày ngũ tinh hội tụ. Người trợ mộ nhiều như thế mà không ai kỳ lạ bằng huynh. Mộ huynh, huynh xem, chẳng lẽ là xích tinh loạn tâm? Khai nhãn rồi. Lão Ngô nói không sai, Hoa Gia thực sự giấu không ít đồ tốt, truyền cho người ngoài không? Trong sách Kim Tinh của hiện tượng 10 năm mới có một lần này là xích tinh đoạn tâm. Đây là điềm báo đại nạn, nhưng lại là ngày tốt nhất để đào bộ. Lần trước đến cũng là phản ứng này. Chắc sắp đến rồi, đi. Fujikawa, đừng chạm vào. Cậu Qua, Quyển Dân, muội không sao chứ? Qua Dịch Thiên, ngươi đã là một kẻ bỏ đi rồi mà còn đến đây nộp mạng sao? Chỉ trách ta lúc đầu đã quá đường tài với ngươi. Cả ngươi nữa, muốn giành Qua Khôi với ta sao? Hôm nay sợ là không dễ như vậy đâu. Fujikawa, trợ mộ có quy tắc của trợ mộ, cũng quan tài đồng này không thể mở như thế được. Vậy phải mở như thế nào? Bây giờ hình xăm và nhẫn đều nằm trong tay ta. Linh Tỷ Trấn Cửu Long đã là vật trong túi ta, mà ngươi còn cùng ta chơi trò trẻ con sao? Nực cười quá đi. Theo cách làm này của ngươi, bảo vật còn chưa đến tay ngươi thì đã hỏng mất rồi. Vậy sao? Long Xà ra ngoài rồi.
Nguyễn Dân. Nguyễn Dân, tỉnh lại đi. Không sao chứ? Ta không sao. Huynh cẩn thận đi. Yên tâm, ta sẽ cứu cô một lần nữa. Nơi này sắp sập rồi, mau đi thôi. Đi. Đi mau. Cẩn thận. Bộ trưởng Phong. Cho dù có dông bão cũng quyết không từ bỏ. Nguyễn Dân, gặp được cô quả là tốt. Yên tâm, ta sẽ cứu cô một lần. Trường Phong. Giao cái này cho qua Dịch Thiên. Qua này có giá trị dược liệu cực lớn, chứa vô cùng nhiều thành phần, có thể thanh nhiệt giải độc, có rất nhiều tác dụng. Thế nên đừng xem thường qua này. Cậu Qua, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta có thể lên đường rồi. Đại tiểu thư, xem cô vội chưa kìa. Cậu Qua đang truyền thụ kinh nghiệm cho ta, sẽ xong ngay thôi. Vậy hai người nói chuyện đi, ta qua bên kia xem thử. Đường đại tiểu thư, cô suốt ngày đến tìm cậu Qua, chẳng lẽ thực sự không định thành thân với cậu Qua sao? Chuyện này sao? Cậu Qua, cái này chẳng phải là những mắt trồng huynh làm mất sao? Phải, lúc đó bộ huynh vẫn cầm trong tay. Vẫn mong nhớ, chưa bao giờ quên. Sông núi còn đó, mùa xuân vẫn vậy. Chờ gặp lại người quen, đây chẳng phải là giọng cậu mộ sao?